thưa cả nhà nha, tôi đang có mặt ở khu Mỹ Đình nha. Đây là cái nơi mà rất là quen thuộc với người mộ bóng đá nha. Đây xa xa kia kìa là chính là sân vận động quốc gia Mỹ Đình đó. Chuẩn bị bước vào hai cái trận đấu với UAE và Thái Lan. Và cái rào chắn xung quanh này thì quý vị cũng có thể hiểu được, chính là cái lý do là vì người ta đang làm cái đường đua F1 đó. Và tháng 6 năm 2020 là đường đua F1 sẽ tổ chức ở Việt Nam và đua trên chính cái con đường này nha. Và người ta đang xây dựng rất nhiều những cái hạng mục để có thể phục vụ cho cái ngày đua F1 diễn ra vào năm sau ở Việt Nam, quanh cái khu Mỹ Đình này. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cái giải đua F1, rất là lịch sử đó. Sở dĩ mà tôi quay ngày hôm nay là bởi vì tình hình vé của cái trận UAE và trận Thái Lan. Quý vị cũng thấy là người ta, ban tổ chức người ta cũng đã xếp cái rào chắn như thế này đó, để có thể giải quyết tốt cái vấn đề an ninh cũng như là cái phân phối vé, bán vé cho người hâm mộ một cách quy củ và tránh lộn xộn nhất. Hôm nay theo ghi nhận của chúng tôi ở ngay tại đây thì hai ngày trước cái trận đấu UAE thì chưa có cái tình hình lộn xộn được của những người hâm mộ quá khích ở bên phía ngoài liên đoàn cũng như là gần sân Mỹ Đình. Lượng vé giao dịch chợ đen thì cũng tương đối là hiếm, rất là hiếm. Cũng không hiểu vì sao, có thể là cái trận gặp UAE nó diễn ra vào cái giữa tuần cho nên là người ta không thấy hot. Nhưng mà cái lượng vé bán online thì giao dịch rất là kinh khủng. Đây người ta đang rào chắn để làm đường đua F1 này, trải dài ra đằng kia nữa nha, ra đằng kia kìa, xa mấy km đó. Bên kia là cái làng Mễ Trì, chuyên về làm bún đó. Mễ Trì Phú Đô chuyên làm bún đó, nổi tiếng Hà Nội. Xa xa kia là sân Mỹ Đình nha quý vị. Sân Mỹ Đình đó. Bây giờ thì chiều nay thì đội tuyển Việt Nam là có cái buổi tập trên sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận gặp UAE. UAE thì có buồn cười lắm, đối thủ này thì họ lại không lựa chọn Việt Nam làm cái điểm đến tập làm quen trước giải, mà họ lại lựa chọn Thái Lan. Có thể là họ phân tích sai đấy, bởi vì cái thời tiết ở Việt Nam và Thái Lan hoàn toàn khác nhau. Thời điểm này ở Thái Lan vẫn nắng nóng, nó giống khí hậu ở Sài Gòn, trong khi ở miền Bắc, ở Hà Nội thì trời đã lạnh rồi. Và dự báo là ngày đá với UAE thì trời còn lạnh hơn. Đấy, chính vì thế mà cái dự đoán phân tích của đội UAE có vẻ là sai lầm rồi. Và chúng ta cũng ở khu vực Đông Nam Á, nhưng cái nhiệt độ và khí hậu ở miền Bắc, ở Việt Nam, ở Hà Nội là hoàn toàn khác so với Thái Lan nha. Đấy, cao trò của Bắc Van Vavik có vấn đề đó. Chắc chắn là chúng ta sẽ có được cái lợi thế trong cái trận đấu gặp UAE vào mấy ngày tới đây nha. Đây là sân Mỹ Đình nha. Đấy, hôm nay đến quay ở bên ngoài thôi, quay bên ngoài thôi nha. Vào trong hôm nay người ta cấm, không có cho vào rồi. Hôm nay đội tuyển Việt Nam tập kín. Tình hình vé chợ đen ở bên ngoài là không có vấn đề gì nha, lác đác thôi, vấn đề gì, rất là ổn, ok. Không biết là ngày mai sẽ ra sao, có thể là ngày mai trước một ngày đá VOE thì tình hình nó sẽ nóng hơn đó. Còn xin nhắc lại, đây là cái đường đua F1. Cái khu này ngay phía sau của cái sân Mỹ Đình cơ, thì là một cái khu quần thể, khu liên hiệp thể thao, mà chắc chắn là rất nhiều hạng mục sẽ được sửa chữa để nâng cấp cho cái SEA Games 31 dự kiến diễn ra ở Việt Nam vào năm 2021. Trong đó có cung điền kinh, cung thể thao dưới nước,
khu tennis, rất nhiều các nhà thi đấu ở phía sau cái sân Mỹ Đình đó nha. Đội Hà Nội cũng tập ở phía sau đó. Thế nha, xin chào quý vị nha.